Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy vô minh, cũng chẳng tư duy hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không nội, cũng chẳng tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy trơn như, cũng chẳng tư duy pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí?